Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 7, 2021, Trạm Y tế Phường Châu Phú A tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 3 mũi 2 cho các đối tượng ưu tiên. Trong 2 ngày 30 và 31 tháng 7, Trạm Y tế Phường Châu Phú A tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 3 mũi 2 cho 463 đối tượng ưu tiên theo nghị quyết số 21 của chính phủ. Trong quá trình tiêm chủng, nhân viên y tế thực hiện theo đúng các quy định của Bộ Y tế về đảm bảo an toàn tiêm chủng và công tác phòng chống dịch COVID-19 như khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm, thực hiện tiêm đúng chỉ định, theo dõi sát sau tiêm 30 phút và hướng dẫn người tiêm tiếp tục theo dõi ít nhất 24 giờ sau tiêm. Chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị sẵn sàng cấp cứu kịp thời các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng. Trong ngày đầu tiên triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 3 mũi 2, công tác tiêm chủng được đảm bảo an toàn, không có trường hợp phản ứng nặng nào sau tiêm.